Ôi giời ơi. Nước muối chè khô. Chân thối không? Dọn dẹp à, đi ra ngoài hàng ấy bảo chúng nó ngâm rồi, cào kỳ gót chân rồi làm móng làm miếc cho làm leo đấy còn hả đeo khẩu trang. À bắt buộc là phải mua dép ấy thì không được đi giày thì. Dép sang đen. Dép thì mua thì không đi chứ còn lại làm gì mà về lan tan thế mà. Thật. Có lắm thì đến 250 đôi dép thì con thì. Cái hàng kiểu hàng ấy mà. Dạng như cho mà cho có hả? Còn người ở dưới đây. Ba ông xây này thì dán trưa là xong. Sáng xây chiều chát đi. Qua mang đến này mang về hả? Thank you.
Hôm qua bỏ móng ở trường học bên kia anh? Qua đào móng à? Đang múc à? Trường học à anh? Trường học à? Anh nhận thu hay là nhận hết? Sát như này là tinh thần cũng thể tinh thần thép ấy, nhờ leo trèo thợ xây làm đâu còn có giáo đấy đấy hả? Cái tôn phẳng thì để về chỗ nhà ấy luôn được anh, tôn phẳng ấy để cái tôn thì để hết về bên chỗ nhà Thủy Thành được, để chỗ nhà Thủy Thành được, chỗ cây đa ấy. Cái tôn phẳng thì vứt về đấy, còn cái thép thì mình đưa về để mình gia công. Thép thì đưa về nhà ông Sang để gia công lại anh ạ. Cái nhà mà... Mai là rồi. Thank you.